Mới đây tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 cho hơn 200 đảng viên là các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ. Tại hội nghị, đại diện khối cơ quan Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết Trung ương 8 khóa 12, trong đó tập trung vào các nội dung cốt lõi của nghị quyết số 36 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quy định số 08 QĐTU ngày 25 tháng 10 năm 2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương, kết luận số 37 KLTU ngày 17 tháng 10 năm 2018 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Qua hội nghị này, các đảng viên đã được học tập, quán triệt những nội dung của nghị quyết Trung ương 8 khóa 12, từ đó triển khai áp dụng trong công việc hàng ngày của mình, góp phần sớm đưa nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.